Một trong những giải pháp quan trọng để góp phần ổn định thị trường bất động sản là để mạnh phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua công tác này còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Do vậy, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp có chính sách thiết thực hơn để thu hút các nguồn lực đầu tư. Hiện nay, số lượng dự án nhà ở xã hội còn khá khiêm tốn so với nhu cầu. Mặc dù nhà nước đã ban hành chính sách ưu đãi nhưng lại chưa thực sự khuyến khích thu hút nhà đầu tư tham gia. Nhiều ý kiến cho rằng cần tăng phân khúc nhà ở cho thuê đối với người thu nhập thấp, đồng thời nên hình thành quỹ đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê lấy từ thu 20% tiền sử dụng đất nhà ở xã hội của các dự án nhà ở thương mại để hình thành cho quỹ này. Khi mà phát triển nhà ở cho thuê thì chúng ta không thể dựa vào doanh nghiệp bởi vì đầu tư nhà ở cho thuê là bỏ tiền cục và thu tiền lẻ, thậm chí cái tiền lẻ này không đủ để bảo dưỡng vận hành cái nhà đó. Do vậy chúng ta không thể trông chờ là doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà cho thuê mà chúng ta cần phải có một quỹ dành riêng cho đầu tư phát triển nhà thuê. Từ những vướng mắc khó khăn trong việc phát triển nhà ở xã hội, Bộ xây dựng đã đưa ra các giải pháp nhằm khuyến khích phát triển loại hình nhà ở này, phát triển đa dạng các loại hình nhà ở xã hội để có thể mua, thuê, thuê mua, nhà lưu trú, rồi tăng tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê, ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn các quy định pháp luật vừa được thông qua liên quan đến phát triển nhà ở xã hội và đồng thời là tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan. Việc cấp bách hiện nay là chính phủ sẽ tạo quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, ra soát toàn bộ quỹ nhà tái định cư để chuyển sang nhà ở xã hội. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, mở rộng các đối tượng thụ hưởng, tăng khả năng tiếp cận nhà ở xã hội, đảm bảo nâng cao hiệu quả phát triển phân khúc này.